Minh Hải miền Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục quay trở lại để gửi tới các bạn với một câu chuyện, và tôi cũng mong rằng đây là một câu chuyện hay, đầy cảm xúc, ý nghĩa để cô chú anh chị lắng nghe, chia sẻ. Và trước khi vào câu chuyện, tôi không quên gửi một lời chúc tới cô chú anh chị trong và ngoài nước luôn luôn bình an, vui khỏe, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Và sau đây, tôi kính mời quý vị các bạn hãy cùng lắng nghe theo dõi chi tiết về câu chuyện này. Vừa bước vào cổng công ty, tôi đã sốc ngất khi thấy vợ tôi mặc áo chống nắng, chỉ chừa ra một cái mặt đang hì hục làm cái việc đó. Tôi có một cô bồ nhí, dĩ nhiên là đẹp và nóng bỏng hơn cô vợ lớn hơn tôi 3 tuổi ở nhà. Và để giữ được cô bồ này, tôi cũng mất không ít công sức và tiền bạc. Bình thường thì quả cáp hàng triệu, một tháng phải đưa bồ nhí đi du lịch 1 đến 2 lần, bét nhất cũng phải ở khách sạn 3 sao, cao cấp hơn nữa thì phải đi nước ngoài. Dĩ nhiên là tôi và cô bồ của mình có một luật ngầm với nhau: tôi không muốn tai tiếng và cô ấy phải giữ chuyện quan hệ của chúng tôi trong vòng bí mật. Vợ tôi xuất thân là gái quê. Trước đây khi còn là anh nhân viên quẹt thì tôi thấy có một người vợ tần tảo, chịu thương chịu khó như vậy là rất là tốt. Nhưng sau này khi đã được thăng chức thì tôi cảm thấy vợ mình giống như là bộ quần áo cũ, không còn vừa vặn với mình nữa, chỉ muốn vứt đi nhưng vì nhiều lý do lại phải giữ lại bên mình. Có lẽ đàn ông ai cũng vậy, chỉ muốn thêm mà không có muốn bớt. Tôi vì áp lực hai bên nội ngoại, vì con và cũng vì danh tiếng của mình nên không muốn mang tai tiếng có bổ bịch lăng nhăng, lại càng không muốn bỏ vợ. Vậy nên chiến thuật giữ bí mật được tôi quán triệt với cô bồ nhí một cách triệt để. Ngặt nỗi, có đi thì phải có lại. Mỗi tháng tôi phải chi một số tiền không nhỏ để giữ miệng cô bồ của mình. Đợt này, cô ấy nói rằng muốn trải qua sinh nhật lần thứ 24 ở nước ngoài. Thế là ngay từ đầu tháng, tôi đã phải lên lịch chu đáo. Tôi liên lạc với công ty du lịch đặt vé làm visa để đưa cô bồ nhí đi chơi. Dĩ nhiên tôi nói với vợ mình sẽ có chuyến công tác 5 ngày ở nước ngoài. Tôi còn làm ra vẻ khổ sở, mệt mỏi với công việc khiến vợ tôi phải lo lắng. Vợ tôi nhìn thế chứ thật thà và còn hơi đần: dì chồng bảo đi công tác là vào sắp đổ ngay, chẳng bao giờ căn vặn hay gì cả. Thế nên tôi chỉ cần làm ra vẻ bận rộn tí là qua mặt được ngay. Chuyến công tác của tôi với bồ nhí diễn ra hết sức mặn nồng, tốt đẹp. Tôi không tiếc tay chi tiền để chiều lòng người đẹp. Chúng tôi đi rất nhiều nơi và chụp rất nhiều ảnh. Tôi được là chiều tới bến nên thích lắm. Nghĩ đời mình cũng sướng, vừa có vợ chăm chút từng cái áo, cái quần, bữa ăn. Vợ nuôi con chăm lo hai bên nội ngoại, lại có cô bồ trẻ đẹp phục vụ chuyện ấy, thật là sướng ghê. Vừa mới đặt chân xuống sân bay thì có điện thoại từ công ty. Tôi bực tức vì đã bàn giao lại công việc rồi, vậy mà giờ lại phải chạy đến để giải quyết. Tôi nghe cô thư ký nói rằng có việc rất là gấp, tôi phải đến ngay. Nghe cái cảnh giữa trời nắng nóng hơn 40 độ mà phải đến làm việc, chẳng được nghỉ ngơi sau chuyến bay dài là tôi đã thấy ngán lắm rồi. Nhưng nghe giọng cô thư ký, tôi đành phải gọi taxi cho bồ nhí về trước, còn tôi bắt một chiếc xe khác chạy thẳng đến công ty. Vừa bước vào cổng công ty, tôi đã sốc ngất khi thấy vợ tôi mặc áo chống nắng, chỉ chừa ra mỗi cái mặt đang hì hục dán ảnh tôi và cô bồ nhí khắp công ty. Ai ra can ngăn cũng không được. Tôi quá choáng, chạy lại định kéo vợ ra thì cô ấy đã chìa ra một cái kéo rồi hét lớn: anh muốn ăn một nhát không? Tôi đứng lóng nga lóng ngóng giữa công ty. Tôi không biết tại sao mà tất
tần tật những hình ảnh ngọt ngào, lãng mạn, thậm chí thầm kín của tôi và cô bổ nhí lại nằm trong tay vợ tôi. Cô ấy vừa dán vừa bảo rằng bộ mặt thật của tôi đã bị che giấu quá lâu rồi, giờ đã đến lúc phải phô ra cho người khác biết. Tôi bất loạn, vợ dán đến đâu tôi đi theo xé đến đấy. Tay giám đốc đối ngoại thấy tôi khổ sở thì cười khẩy, chả là chúng tôi đã có cuộc chạy đua chức phó tổng giám đốc. Với cái là xì căng đan này thì dĩ nhiên là tôi mất chức như chơi. Sự việc chỉ kết thúc khi sếp của tôi xuất hiện và bắt tôi đưa vợ về nhà. Tôi không ngờ khi về nhà, vợ tôi đã chìa ra trước mặt tôi tờ đơn ly hôn. Cô ấy bắt tôi phải chia đôi tài sản và giành quyền nuôi con. Tôi sốc lắm, cứ nghĩ vợ mình ngu ngốc không biết gì, vậy mà cô ấy đã ngấm ngầm trả thù khi biết tôi ngoại tình. Giờ đây, tôi đã mất tất cả, bị giáng chức, bồ cũng bỏ đi theo thằng khác, lắm tiền hơn. Vợ thì đòi ly dị, đáng tiếc rằng khi tôi nhận ra việc ngoại tình là một cái tội không thể tha thứ thì nó đã lấy đi của tôi hết tất cả rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện mà người đàn ông đã chia sẻ lại về cuộc sống hôn nhân và mối tình vụ trộm của mình. Anh ta là một người giám đốc, có chức có quyền, có tiền tài danh vọng, cũng chỉ vì khinh vợ ở nhà và theo cô là bồ nhí trẻ đẹp. Và anh ta cứ nghĩ rằng người vợ của mình là một người vợ đần, một người là đàn bà quê, không hiểu biết gì nhiều, nên anh ta đã che giấu hết tất cả. Là cứ nghĩ mình rất là bí mật với cô bồ trẻ, nhưng không ngờ người vợ của anh đã thu thập và chụp được lại hết những tấm hình, mà thậm chí cả hình ân ái của anh ta với cô bồ nhí. Đó, chắc chắn rằng là cô ta đã thuê người làm, và cô ta cũng muốn một lần để rồi ly hôn chồng. Đó là cô ta phá cho bằng hết luôn. Cô ta lấy hình của hai người rồi đến công ty và dán hết tất cả những hình ảnh, thậm chí có những là cái hình rất tế nhị cũng dán luôn. Và giờ đây anh ta chỉ còn biết cay đắng. Toàn bộ công ty đều biết cái mặt thật của anh ta, và coi như là sự nghiệp, tiền bạc đã ra đi, và cô bồ cũng là xa bay cao chạy. Giờ hết tiền và chỉ là còn một mình anh ta đau khổ. Và tôi cũng mong rằng cô chú anh chị lắng nghe chia sẻ về câu chuyện này.